mấy tờ? 10 tờ luôn hả? Tao coi coi. Số 10 hả? À? Số 10 hả chưa? Số 10 hả bám? Rồi, để coi coi. 10 tờ bám. Cộng có 10 tờ mới xong không? Hôm qua em mua 29 tờ thôi. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 tờ. Rồi một sắp luôn. 10 tờ đánh một sắp. Ở đây xong nó một sắp 10 tờ hay thường thường sắp hơi chục tờ. Mua 10 tờ. Hả? Cái là hai chục chứ mà cái mảnh mua có 10 tờ thôi. Ba à. Một sắp 19 tờ hôm qua nó. À. Ngày hơn 19 tháng 5. Đây là bà dạo qua. Thừa Thiên Huế ngày 29 tháng 5. Ngày 29 tháng 5 Thừa Thiên Huế. Đây. Rồi kéo xuống pha. Số 10 hơi à, bả nam qua. Hơi 10 hơi à. Hơi đuôi đó. Ông 10 hơi đuôi mà. Bả nam qua hơi 10 hơi à. Đuôi nó mới vô. Không được. Không được, nó vô, ví dụ anh vô giá tốm mà không được. Giá tốm á, cái đào á là 10 tờ là 1 triệu. Cái đại vô với ái mà với đặc biệt nó có. Cái giờ đặc biệt mới có hơi con mới mà hơi con một hơi là mà được nè. Một hơi được anh số hơi nhiều mà số hơi số 3 nè, anh có số 3 luôn nè. Số 5 mà anh số 4 nè. Được mình anh với mình là ta mà là anh dễ vô cái giữa mà ông ngủ với mà xong. Giữa ngủ với 50 triệu á. Đây số 5 là nó số 4. Số 3 giống có nè. À, nó là số hơi là anh là số 1. 10 hơi à, bùm anh xếm vô 50 triệu luôn. 10 hơi là đuôi bắt đầu đánh xuống địa, rồi nó 10 hơi mới vô luôn. Ủa cái này anh xếm vô, cái này là nút chảnh nè. Cái này là số 3 đúng rồi nè. Kia là anh nút, cái số 1 là anh nút. À, số 5 là anh số 4, rồi là số 7 là không tính nha. Số 7 luôn là cái đây là 6 số là hơi tỷ đó. Số 4 là anh nút chảnh đó nè, là số 5 là ngon nè. Số 3 đúng nè. Nếu mà số 1 là số hơi ngon nè. 10 hơi đúng rồi nè. Dục. Cái đây nghe. Cái đây là nút. Cái đây là nút nữa là anh có 50 triệu. Còn nếu mà anh mua trúng cái số 7 để coi số 7 trong này có không? Như giá tốt mà 10 hơi á là có riêng. Quả anh lại ta mà coi số 7 trong này luôn có xong để coi. Ai số 7 trong này? Bừ. Bơi nè này. Nè của anh to nè. Nè số nè tại vì anh mua nè số 7 có nè. Này 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 số 7 anh có nè thấy không? Số 7 có nè. Tại anh mua từ không cho đến để coi từ đúng rồi từ không để tóm chiến gì đó đúng chạy 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 anh có hơi tờ mà em vô đầu nè hơi số bả nè hơi số bả nè em nè nếu như nghe số bả có đâu nè số 4 là số 5 nè số 3 trúng nè số mộng là số hơi nè mười hơi trúng đầu em nói nha cái ai mẫu con nó thêm cho anh nút nữa thôi là anh có hơi tỷ nè mà nếu mà ăn nó vô cho anh một con nữa thôi là cái đang nghe như cần vô một con thôi là anh mậu là anh được 6 triệu ví dụ như anh vô ở đây nghe mà trả cái đây là anh được 6 triệu nhưng mà trong cái đây là được 30 triệu nè từ đây á không 50 triệu lận từ đây tới đây là 50 triệu mà anh trúng số đây nghe mà lỡ anh đặt số đây thì anh được 6 triệu mà anh trúng số đây mà anh đặt số đây anh trúng số đây được cũng được 6 triệu nghe em xong anh trúng một con nè hơi con ba con bốn con nè còn hơi con này thôi uống không ơi chạy uống nghe nó vô với đặc biệt nó vô là con nếu mà như tốt là được trang ngon một tờ uống quá hay mười tờ đựng triệu của con anh cái này anh mua quý vị anh chị cô bác này anh trúng 10 hơi có này từ Thừa Thiên Huế nè anh chị Thừa Thiên Huế ngày 29 tháng 5 nè đó Thừa Thiên Huế nha anh chị ảnh số 10 hơi có đâu nè đồ số 7 có nè số 5 mà số 3 xuống số 4 số 1 lên số 2 thôi nha bói bói đồ này này ông này em xếm vô đặc biệt luôn anh đồ còn em xếm vô đặc biệt không mấy cái này nó mộ quá này có nữa không tha lại bói cho bây cho về luôn
Bây giờ nghe ông trả cái xe về nó đâu không? Mẹ nó có điện từ. Có thì còn được. Thì vậy. Bơ chạy qua thấy uổng luôn quả. Uổng nhầm luôn quả. Nè em vô mậu con. Thế con ba con bốn con là nguyên hòn rồi đó. Đặc biệt. Chỉ cần vô một cái nữa thôi là cũng được 6 triệu rồi. Ủa uổng thiệt cái chậm nghe tí chậm nghe. Ủa mình một tí chậm luôn quả. Giải quyết kích thường này được 10 triệu chứ. Nếu mà vô một con ngang là anh được là hơi tờ. Hơi tờ là mười triệu. Anh ấy, nếu mà vô hơi tờ thôi, chỉ cần anh vô một số đầu là 50 triệu. À số nào 50 triệu. Còn cái số sau là 10 triệu thôi. Ủa uổng quá hay. Trời, cái này mà nếu mà anh chỉ cần vô một con nữa thôi là anh được là hơi tờ cũng 10 triệu. Quá. 10 tờ trong đó. 10 tờ ha, mình nó trúng số bả nó. Mày biết mua không trúng. Vừa nếu mà trúng 10 tờ ngang là một tờ cho nó 50 triệu, 10 tờ là 500 triệu. Mà anh chỉ cần vô một hòn này thôi nè. Chứ không cần vô số bả đây. Anh vô một cái đại thôi. Còn nếu ngang mà anh vô đặc biệt ngang. Anh vô thấy luôn ngang. Là anh trúng hơi tài đặc biệt. Và 50 triệu là cái kia là 400 triệu. Vừa hơi tỷ nữa. Hơi tỷ 400 triệu. Còn thêm tờ 50 có. Tóm tờ 400. Đây đúng rồi, anh trúng hơi tài đặc biệt. Vừa tóm tờ kia là một tờ 50 là 400 triệu, hơi tỷ 400 triệu. Sao đi tài nếu mà trúng hết cho. Ừ, không nó số 4 nè. Hơi tài số 4, hơi tài số 5 nè. Bây giờ mày uống mà. Đi thề. Đâu có uống gì đâu ấy. Chứ không mà anh vô đầu thời tiên Huế. Với mẹ. Vô cái đó vừa tất hệ. Mà sao anh không mua nhiều số mà anh mua một số vậy ít cơ hội. Ủa đi tôi hả bà năm trăm ngàn là tiền xăng nào. Ấy giờ mua nhiều số để cơ hội nó nhiều hơn. Ông xém trúng mẹ, xém nào là trúng rồi, xém trúng là chỉ còn hơn nút nữa thôi làm trúng đầu mà trúng tới 10 tờ lẹ. Sao mua nhiều số khác nhau mà mua con số. Mua nhiều ấn mà mua một lần mua hơi 10 tờ đây nè. Giờ mua 30 tờ. Số ông mua nhiều dữ chứ bây giờ ông lộn gì ra tiền mua nhiều dữ ghê. Anh nó ngoài quên ra số rồi cái trời cái gì nữa không? Sao có tiền gì ghê. Ai nói có keo nhiều không? Kêu ý bữa nó ăn lựa thôi, yên tâm nha. Ý bữa ăn lựa. Ý bữa kêu nó ăn lựa thôi, ngồi ghế chơi. Em mua 30 tờ à? Tại giờ anh giấy số anh có mua trúng lớn chưa? Cái này nếu mà con 12 mà nó vô giấy tóm á, mua được một trăm, cái đây nó trật rồi. Anh như cần vô một con nữa thôi là anh có bọt. Một con một thôi là anh có bọt, con nào cũng được. Miễn vô một con nữa thôi. Ê, miếng vô câu nữa thôi là bọt không ơi. Đếm tiền mày xỉu ơi. Tiếc quá chảnh mà tiếc chảnh quá mà chỉ cần một câu nữa thôi vô thấy rồi. Vô thấy rồi còn nói chung là còn nút nữa thôi. Số 1 nó đang số 2 à. Số 4 nó đang số 5. Nữa thôi là ví dụ như chỉ dần vô một con thôi. Thấy tiếc quá. Cái đó uổng quá. Cái nào anh mua anh mua cái giờ phụ ạ. Ba nào đưa con cái thì ba mua 30 tờ ạ, 300 ngàn. Cưới mẹ mua số cưới mẹ. Qua 300 ngàn. Qua mua 300 ngàn. Cái đây 10 tờ có 19 tờ. Cái kia 19 tờ. Vô một cái chị cái. Anh nhỏ đâu mà mua vô số dữ vậy à, nhà chỗ nào mà. Sơn Hòa là hả? Mà anh loại mình thí gì dưới đây mà đi xuống dưới đây mà mua vô số dữ vậy? Đi mua đồ với quân ạ.
Anh làm chủ doanh nghiệp gì không mà có tiền nhiều vậy, mua số gì? Đi mòn cá tao đi đi nào. Mòn quá rồi mà làm quá chăm quá rồi đó hai nó sâu nên là hả? Có nuôi à? Cái này. À dỗ he nuôi quá mà bà thả với lòng bè phải không? Bỏ vô ô rồi đó à. Một quý mày này chín sâu quá à. Vùng dỗ he. Vậy mình mới lên YouTube mình hạ khổ người ta nuôi quá sâu sâu khỏi chết khỏi bệnh rồi đó. Nuôi mấy năm rồi phải không? Quý mày này. Dỗ đó. Nói cho mày kinh nghiệm nuôi kinh nghiệm. À cảm ơn nha. Ủa mà anh xếm trúng ủa mười tờ á mẹ mà xếm tao giữ ở đó lòng ghi niệm ăn trúng mà mình cũng đem 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 vừa nè uổng quá còn thấy một tí uổng quá thôi em chào quý vị anh chị khán giả theo dõi video của em thời nãy em hôm lâu quá cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều hẹn một tí cho cái anh đó anh mua dây số cũng nhiều anh qua anh mua 300 ngò anh mua 300 ngò đó mà anh xếm vô thì có video em quay cho anh chị xem tới đây em cũng xin tạm dừng. Chúc cho anh chị mình xem video vui và chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài chiều hôm nay anh chị mua vé số vô những số lớn xin chào và hẹn gặp lại quý vị.